Tiến ơi. Dạ. Tôi lo máy rồi, đến nghỉ một xíu nha, sáng giờ mệt lắm rồi đó. Dạ dạ anh nằm anh nghỉ đi, em lo cho. Ok. Không biết từ bao anh đã, anh đã. Hả? Cô hai kìa, cô hai kìa. Đâu, đâu? Đó, đó, anh thấy không, cô hai kìa. Thấy rồi, thấy rồi. Đó. Lâu quá mới gặp cô hai đi ruộng ta. Ồ, cô hai này đẹp dữ ta. Ước gì nha. Dạ, nè nè các bạn ơi, để Trung Đẳng kể cho các bạn nghe một giấc mơ kỳ diệu. Số là như vậy. Tôi đang ung dung ở trên trời, đạp mây xanh xuống đất dạo chơi. Anh hôm nay tâm trạng buồn hiu, nhìn em tự nhiên thảnh thơi quá chừng. Nếu em đang cô đơn buồn bực thì chúng ta cùng nhau kết bạn, rồi mình tìm hiểu với nhau. Nếu được thì qua năm sau mùng hai trầu cao qua anh rước, mai đây ta sang giàu thì qua xa to, thịt kho cái mà rau muôn. Chung thủy cùng nhau trăm năm hạnh phúc, thâm thiết mặn nồng yêu thương, mênh mông biển trời tình nghĩa đôi ta. Khoan. Ủa gì em? Em mời anh uống một ly. Rồi, cạn ly nha. Dạ. Chúc anh trăm năm hạnh phúc. Rồi, cảm ơn em. Anh hát tiếp nha. Hát tiếp đi anh. Rồi, cảm ơn em. Dạ. Uống ít thôi nha, uống nhiều xỉn á. Em ơi, anh đang cô đơn thì bàn tay đâu đưa đây cho anh. Năm anh đã nói ra vậy thì tại sao em còn chần chờ chi nữa. Ngày ta bên nhau dây tơ hồng chung mối sẽ kết lương duyên bền chặt nghĩa. Anh thiếu em như đang tìm lúc mất thứ gì. Người hãy bằng lòng đi rồi sẽ được nhiều hạnh phúc. Đời không đắn đo gì em cần phải lo chi. Vì mình thương nhau nên dây tơ hồng lại nối thành đôi. Anh thấy vui hơn khi hai gia đình mình tình nghĩa. Tính toán cho gần cuộc đời đâu xa thế. Trên dưới phù thầy mình về ở chung nhà. Ơi ơi hò hò ơi, ra duyên em nên đi lấy chồng. Ngần ấy năm trời cho nhạc không đôi môi. Giờ sùng sục em đây mà thương anh thì không cần gì lo chi. Em ơi em có muốn đi về làm dâu, đừng có bắt anh phải âu rô buồn rầu. Đám cưới đôi mình nhạc sập sình vui lắm em ơi. Anh hứa cho em và cho nhiều hơn thế nữa. Sang năm anh rước em liền, mùng hai đám cưới mình bên nhau trọn đời. Hay quá.
Hả? Trời trời, anh này bị gì trời? Dạ, dạ, cảm ơn anh. Cảm ơn chú. Vậy à. Giờ anh đâu? Giờ nào? Ủa, bà con bác đâu? Bà con nào? Ủa? Nè hả? Vậy đi cài với em. Trưa rồi. Chết cha. Nãy giờ nằm mơ hả? Nằm mơ chứ làm gì? Trời ơi. Trời ơi, cha là cha. Giờ này con không chịu đi cày bừa ngồi đó mà mơ với cha mổ. Ôi.